Xin được thân ái kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, trước hết chúng tôi là Nguyễn Hồng Dũng xin được chân thành kính chúc quý vị đang theo dõi buổi hội luận của ngày hôm nay được dồi dào sức khỏe. Kính thưa quý vị, tình trạng của thế giới được dùng những chữ gọi là sôi động, dầu sôi lửa bỏng. Nói chung là từ Á sang Âu, từ những nước Trung Đông cho đến cả Hoa Kỳ, tất cả những tin tức dường như chúng ta đọc lên đều cảm thấy rằng bất an cho thế giới ngày nay. Những câu chuyện về Biển Đông không phải là lắng đọng, nhưng càng ngày nó trở nên nóng hơn bởi những câu chuyện mà giữa Hoa Kỳ đã cho rằng Trung Quốc là những kẻ bá quyền, trong khi đó thì Trung Quốc lại cho Hoa Kỳ là kẻ hung hăng. Vậy mà tuần tới thì Hoa Kỳ vẫn gặp nhau ở tại Bắc Kinh đối với Trung Quốc, họ nói gì và họ sẽ bàn chuyện như thế nào? Thưa quý vị, sau cái cuộc đối thoại Shangri-La ở tại Singapore, những chuyện gì kế tiếp và tất cả những sự kiện đó dường như nó đã xoay quanh những vấn đề kinh tế mà chắc quý vị nhìn thấy thì chắc chắn rằng World Bank là một ngân hàng của Hoa Kỳ nổi tiếng của thế giới từ nhiều thập niên qua. Bây giờ lại có một người đang chạy đua cạnh tranh với mình, đó là ASEB. Không biết rằng ngân hàng của Trung Quốc liệu có phải là một cái nơi khiến cho Hoa Kỳ đã để ý nhiều hơn, cho nên mới có những cái tác dụng đến ngày hôm nay tạo nên một cái thế bất ổn mà giữa Đông và Tây dường như càng ngày càng cao hơn, nặng hơn và có vẻ những lời nói không còn là ngoại giao nữa. Thưa quý vị, tất cả những sự kiện mà chúng tôi vừa đưa ra nó nằm trong cái quỹ đạo của nền kinh tế thế giới đang bước lên một vấn đề quan trọng hơn. Đó là tình trạng có thể căng thẳng tạo nên công ăn việc làm mà cũng có thể tạo nên sự thất bại về vấn đề kinh tế cho những quốc gia đông dân như Trung Hoa. Đây là những điểm mà chắc chắn quý vị sẽ cùng với chúng tôi luận bàn trong chương trình 60 phút của truyền hình Kali Today. Trước hết chúng tôi xin được trân trọng kính giới thiệu với quý vị. Hôm nay chúng tôi cũng như thường lệ mời anh Hoàng Thế Dân, một chính trị gia, một biên tập cũng như là một bình luận trong những chương trình đặc biệt về vấn đề kinh tế chính trị thời luận và nhất là những vấn đề nóng bỏng liên quan giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc trong thời gian vừa qua. Do đó, những gì mà anh Hoàng Thế Dân cùng với chúng tôi nói chuyện sẽ đem đến quý vị những bổ ích lý thú và biết đâu quý vị cũng sẽ tìm ra được những điều mà quý vị cũng đang suy nghĩ giống như anh em chúng tôi. Trước hết chúng tôi xin được trân trọng kính chào quý vị và xin được trân trọng kính chào anh Hoàng Thế Dân. Xin kính chào anh Nguyễn Hồng Dũng, xin kính chào quý khán thính giả. Dạ vâng, trước hết thì chúng ta bắt đầu đi lần lượt những cái điểm mà Nguyễn Hồng Dũng vừa thưa với quý khán thính giả cũng như là thưa với Hoàng Thế Dân. Bây giờ thì cái tình trạng Biển Đông mà như chúng ta biết rằng đến ngày hôm nay, kính thưa quý vị, là Hoa Kỳ đang có những cái bước tiến hết sức là thận trọng, bởi vì họ đã cho rằng Biển Đông là một cái điều mà không thể chấp nhận được đối với những hình ảnh cũng như là những hành động mà Trung Cộng đang ráo riết tôn tàu ở một số các cái hòn đảo ở tại Biển Đông, hay nói đúng hơn là Hoàng Sa Trường Sa của Việt Nam. Vậy thì thưa anh, với nhận định của anh như thế này thì tình trạng này nó vẫn kéo dài hay là cái sự lên tiếng của Hoa Kỳ sẽ làm cho Trung Cộng chấm dứt những vấn đề khiêu khích cũng như là những vấn đề mà họ tôn tàu những hòn đảo đó thưa anh? Vâng, cảm ơn anh Nguyễn Hồng Dũng, kính thưa anh và kính thưa quý khán thính giả. Để có một cái nhìn chính xác về Biển Đông đó thì hỡi tất cả những ai phục vụ cho Hải lực Việt Nam Cộng Hòa, hỡi tất cả những ai đã từng đánh cá trên cái vùng bờ biển hình chữ S thân yêu của Tổ quốc, Tổ tiên nước Việt, hỡi những ai đã từng vượt biên để tìm tự do thì mới hiểu được rằng hàng năm đó ở Biển Đông nó có hai cái mùa bão. Lúc thì mùa bão xảy ra ở vùng Bắc, miền Trung và lúc bão thì xảy ra ở miền Nam, miền Tây. Tình trạng Biển Đông cũng giống hệt như vậy. Và anh Nguyễn Hồng Dũng vừa mới móc lời với chúng ta đó, là khi nó sôi động, khi nó bằng phẳng, rồi nó lại sôi sục trở lại, rồi nó lại căng thẳng và nó tiếp tục như vậy. Cho nên có nhiều người cứ nói rằng Biển Đông đến đây rồi nó phẳng lặng. Thưa quý thính giả, phẳng lặng Biển Đông là chuyện không bao giờ có cả. Có nhiều người thì nói rằng chắc sau cái hội nghị thượng đỉnh an ninh khu vực Shangri-La mà anh Nguyễn Hồng Dũng vừa đề cập đó, thì chắc chắn là các đại cường và các tiểu quốc trong vùng sẽ phải tìm cho nhau một cái giải pháp. Nhưng hỡi ơi, cái giải pháp cho Biển Đông nó không có dễ tìm đâu, thưa quý khán giả. Cho nên những ai nói rằng sau cái hội nghị
an ninh khu vực gọi là đối thoại Shangri-La xảy ra 3 ngày cuối tháng 5 vừa qua ở Singapore, người ta cứ nghĩ rằng Biển Đông rồi cũng sẽ chút cái cơn bão cuối cùng và để lại sự an bình cho mọi người. Thưa anh Nguyễn Đông Dũng và thưa quý khán thính giả, tuần tới như anh Dũng vừa nói đó, hai đại cường lại gặp nhau ở cấp ngoại giao. Người ta thấy một bên thì có viên thành viên của Quốc vụ viện, đó là Dương Thiết Trì của Trung Cộng. Bên này đó thì có Ngoại trưởng Liên bang Hoa Kỳ là John Kerry. Rồi ở giữa đó là tất cả các thành phần chuyên viên khác. Hai bên sẽ nói với nhau rất nhiều vấn đề, trong đó có vấn đề Biển Đông. Nói một lần nữa, Biển Đông chưa ngã ngũ đâu, thưa quý khán thính giả và thưa anh Nguyễn Hồng Dũng. Sau cái biến cố ngày 20 tháng 5, va chạm ở trên không, khi một cái thám thính cơ P-8A Poseidon, một trong những cái thiết bị về trinh thám phi cơ đó, tối tân nhất của Hoa Kỳ, đã bị 8 lần xua đuổi bởi các lực lượng truyền tin ở dưới bộ tại một trong 7 hòn đảo mà anh Nguyễn Hồng Dũng vừa nói rằng Trung Cộng đã tỏ ra tân tạo và bồi đắp thêm. Đó là cái căn cứ để đề phòng Trường Sa của họ và bảo vệ Trường Sa của họ. Thế rồi ở dưới nước ra thì tác chiến hạm LCS số 3 USS Fort Worth bị một khu trục hạm của Hải quân quân đội Giải phóng Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa theo dõi sát ở phía đằng sau. Cho nên Biển Đông cứ tưởng như vậy mà im. Rồi thì Shangri-La, rồi thì bao nhiêu lời can gián, trách móc, đổ tội, cảnh cáo. Tới bây giờ người ta chuẩn bị gặp nhau thứ hai, thứ ba và thứ tư nữa tuần tới, thưa anh Nguyễn Hồng Dung. Dạ vâng, cảm ơn anh Hoàng Thế Dân cho một số những tin tức tổng quát về vấn đề Biển Đông. Tuy nhiên trong tình trạng căng thẳng như vậy thì hai ông bộ trưởng của hai quốc gia, đó là ông John Kerry của Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ và ông Dương Thiết Trì, sẽ gặp nhau ở tại Bắc Kinh. Liệu họ gặp nhau để nói về vấn đề Biển Đông, hoặc là họ nói về những vấn đề kinh tế hiện tại trong những vấn đề mà họ đã đưa ra chương trình như chúng ta được thấy? Dạ, thưa anh Nguyễn Hồng Dũng và thưa quý khán giả, chương trình thì nó dài lắm. Trong những tiết mục người ta bàn thảo có cả vấn đề nóng bỏng của Hồng Kông nữa. Mà quý khán giả đã biết là cách đây mấy hôm đó, một cái đề nghị dự luật mà phe dân chủ của Hồng Kông thì xem như đó là một cái hình thức dối trá và lường gạt, đã bị đánh ngã ngay trong cái viện quốc hội, viện lập pháp của Hồng Kông. Và do đó bây giờ tình trạng chính trị và bầu cử Hồng Kông thêm bế tắc, đó là một đề tài. Đề tài thứ hai là Hoa Kỳ sẵn sàng mắng chửi Bắc Kinh về cái vấn đề là tại sao ăn cắp tin tức của 4.2 triệu nhân viên liên bang quốc phòng của Hoa Kỳ. Đây là một vi phạm trầm trọng. Chuyện thứ ba nữa là hai bên nói chuyện với nhau về trao đổi mậu dịch kinh tế. Một bên thì Hoa Kỳ không cho Trung Cộng đi vào TPP, tức là một cái hiệp ước dự trù sẽ xảy ra. Nó là đối tác của 12 quốc gia kinh doanh xuyên Thái Bình Dương. Bên kia anh Nguyễn Hồng Dũng cũng vừa trình bày rồi. Một loại ngân hàng mới mọc ra để cạnh tranh với lại World Bank, tức là Ngân hàng Thế giới của Hoa Kỳ. Nó có cái tên là AIIB. Đây là cái cơ quan tiền bạc lung lạc và để gây ảnh hưởng của Hoa Lục đối với tất cả các quốc gia. Nó có cái tên là Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Cơ sở Á Châu. Hoa Kỳ hết sức là khó chịu tại sao những khách hàng của họ đã bị lọt vào cái nhà băng này. Cũng như là Bắc Kinh vô cùng bực tức khi thấy khách hàng ngon lành của họ đã thì rơi rụng vào trong cái Ngân hàng Thế giới. Đó là những cái mục tiêu kế. Mục tiêu thứ ba là Biển Đông. Ông Tổng trưởng Quốc phòng Ashton Carter nói rằng ông rất băn khoăn, rất khó chịu là Bắc Kinh sau cái hội nghị tại Shangri-La ở Singapore đó, lại vẫn tiếp tục tô bồi với lại xây đắp. Trong khi đó thì Bắc Kinh nói rằng không, chúng tôi không có tô bồi xây đắp về vấn đề quân sự hóa. Chúng tôi đã cởi bỏ cái dàn trọng pháo, chúng tôi đã dẹp đi cái dàn là radar không thám và hải thám. Chúng tôi đang xây dựng những hải đăng, hải hiệu, hải tiêu. Chúng tôi đang cho bồi đắp tất cả những cái phương tiện để cho tàu bè qua lại cái khu vực quan yếu này có cái dịp hải hành trong tự do và hải hành trong an toàn. Thưa quý thính giả, đó là năm cái đề tài lớn mà hai bên, một bên là họ Dương và bên này là ông John Kerry sẽ thảo luận. Thưa anh Nguyễn Hồng Dũng. Dạ vâng. Kính thưa quý vị, như quý vị cũng biết rằng đối với Bắc Kinh thì tất cả những cái chuyện mà lật lọng từ trước đến nay nó vốn là một cái cách mà họ đã sử dụng đối với tất cả những quốc gia trên toàn thế giới. Cho nên người học trò của Bắc Kinh thì anh Cộng sản Việt Nam cũng giống như vậy. Bây giờ để nói đến cái chuyện mà Bắc Kinh thì tỏ ra
nói rằng Hoa Kỳ là một anh chàng hung hăng đang dùng mọi cái quả lực cũng như các cái hạm đội để có thể làm cho Biển Đông trở nên căng thẳng hơn, và đó là một cái tình trạng mà Trung Cộng không thể nào chấp nhận được. Trong khi đó thì như chúng ta cũng đã biết rằng Hoa Kỳ đã tố Bắc Kinh là một cái kẻ làm rất nhiều những cái vấn đề phương hại đến các tiểu quốc chung quanh Biển Đông, và nhất là những vấn đề vừa qua là một kẻ xâm lược trắng trợn đối với những hòn đảo mà chủ quyền là của Philippines, của Việt Nam chứ không phải là chính quốc gia Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Cho nên hai bên đã chữ qua chữ lại, nói qua nói lại rất là nhiều. Vậy thì thưa với Hoàng Thế Dân, cái làn ranh nào để cho chúng ta biết được những cái sự tố cáo này nó đứng ở cái vị trí của một quốc gia trường tồn ở tại Biển Đông thôi? Vâng, đây là một câu hỏi tuyệt vời. Cảm ơn anh Nguyễn Hồng Dũng, thưa quý khán giả. Hai đại cường phải hiểu họ tự chế tới mức nào và có một cái lằn ranh nào đó mà họ không thể nào vượt qua. Và đó là cái trách nhiệm của đại cường. Tại vì nếu họ chủ trương gây chiến và gây đổ vỡ thì thế giới này sẽ trở thành một thảm họa cho nhân loại. Đó là một việc mà cả hai, Bắc Kinh cũng như Hoa Thạch Đốn, không bao giờ muốn làm, sẽ không bao giờ nghĩ đến làm. Và các quốc gia còn lại, tiểu quốc ở Á Châu Thái Bình Dương sẽ cố gắng có những cái đàm phán và ngoại giao với hai đại cường này để chuyện đó không bao giờ xảy ra. Câu hỏi tuyệt vời của anh Nguyễn Hồng Dũng có nhắn đến là thế thì ở cái mức độ tự chế nào, ở cái giới hạn nào, cái lằn ranh nào đó mà hai bên không có vượt qua. Bây giờ xin trả lời về Bắc Kinh trước. Bắc Kinh sẽ phải cố gắng không bao giờ vượt qua cái lằn ranh mà chúng ta gọi là gây hấn và tạo thêm những cái hung hãn ở trên biển khơi, tạo ra những cái chết chóc, thương vong đến cái nghề đánh cá, đến cái tàu bè qua lại trong cái khu vực này. Và Bắc Kinh phải hiểu rằng tự chế về vấn đề quân sự đó có nghĩa là giúp cho Bắc Kinh tha hồ mà phát triển những cái chuyện liên quan đến nhân đạo, liên quan đến hải dương học, liên quan đến làm những cái công tác xây dựng mà nó giúp ích lợi cho tất cả tàu bè thương thuyền đi qua cái vùng Biển Đông. Bắc Kinh cũng phải nên tự chế là không bao giờ độc quyền hô hoán nói rằng đây là cái vùng không phận mà tất cả phi cơ quân sự hay là dân sự bay ngang cái vùng này xâm nhập là phải thông báo chúng tôi. Hoa Kỳ hết sức khó chịu về cái định nghĩa 12 hải lý từ cái vùng đất ở cái thủy triều cao đi ra ngoài. Hoa Kỳ vô cùng khó chịu khi có một cái vùng không gian bị người ta ra lệnh là vào đây đó không được và vào đây phải báo cáo. Trình với anh Nguyễn Hồng Dũng và các khán thính giả đó, cách đây không lâu khi cùng một cái quy định về không gian như vậy xảy ra đó, không lực Hoa Kỳ cho bay hai cái pháo đại cơ B-52 bay ngang và Bắc Kinh câm cái miệng như hến, không hề lên tiếng một tí nào cả. Cho nên Bắc Kinh hiểu là họ phải tự chế và họ có một số cái lằn ranh mà họ không có vượt qua được. Bây trở lại với Hoa Thiện Đốn, trình với anh Nguyễn Hồng Dũng và các khán giả. Hoa Thiện Đốn cũng phải có những cái tự chế, họ đã từng làm như năm 2001 khi phi cơ của họ bay trên không phận Vịnh Bắc Bộ, tức là Vịnh Bắc Việt của chúng ta đó, bị phi cơ ngăn chặn của không quân quân đội giải phóng nhân dân Trung Hoa đã ngăn chặn và hai phi cơ đã đụng nhau rớt xuống. Phi cơ của Trung Cộng thì làm thương vong một phi hành đoàn, trong khi đó phi cơ thám thính của Mỹ phải đáp xuống đảo Hải Nam. Và mấy tháng sau, thưa quý khán thính giả, cái phi cơ đó được bỏ trong cái hộp sắt và gửi về Hoa Kỳ. Hai lần kế tiếp là chiếc chợ chiến hạm Impeccable, đây là một loại nghiên cứu, tàu nghiên cứu hải dương, cũng bị xua đuổi bởi hải lực của Trung Cộng. Rồi Hoa Kỳ tự chế và quay đầu đi chỗ khác. Đến năm 2011 thì tình trạng nó tệ hại hơn. Đó là một khu trục hạm, đây là USS Cowan, hành quân ở vùng Biển Đông và bị thách thức bởi các chuyến hạm có cái khả năng hành thủy và vũ khí rất cao của Trung Cộng. Một lần nữa, thưa anh Nguyễn Hồng Dũng, vừa thính giả, Bộ Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương đã chỉ thị cho vị hạm trưởng của chiếc khu trục hạm này là quay đầu trở về trong an toàn. Và lần thứ tư mới đây như chúng tôi vừa mới trình bày, ngày 20 tháng 5, ở dưới nước thì là chiếc tác chiến hạm LCS-3 USS Forward, ở trên không là phi cơ thám thính tối tân P-8A của Zayden. Bốn lần tự chế như vậy, Hoa Kỳ hiểu rằng Hoa Kỳ không có thể nào làm mạnh hơn nữa. Trong giây lát chúng tôi sẽ kể cái biến cố mà cả Bắc Kinh, cả Hoa Thịnh Đốn và chắc chắn là Hà Nội và Sài Gòn không thể nào quên được.
đó là biến cố Vịnh Bắc Việt xảy ra vào tháng 8 năm 1964. Đây là một biến cố mà sau này giải mật ra chúng ta mới thấy tất cả những cái xấu xa tồi tệ của các đại cường chơi cái trò chơi như thế này, để rồi nó dẫn đến cái chiến cuộc bùng vỡ kể từ năm 1965 vào tháng 3 khi thủy quân lục chiến Mỹ đổ bộ lên Chu Lai, và chiến tranh Việt Nam kéo dài như vậy cho đến tháng 4 năm 1975. Như vậy là những tự chế mà chúng tôi vừa trình bày, thưa Nguyễn Hồng Dũng, của Bắc Kinh và của Hoa Thịnh Đốn, những cái giới hạn và không vượt qua của cả Bắc Kinh và Hoa Thịnh Đốn. Cái giới hạn của Hoa Thịnh Đốn á, phải làm sao để cho Bắc Kinh thong thả là sẽ không có một cái trò chơi bẩn thỉu giống như là biến cố Vịnh Bắc Việt vào tháng 8 năm 1964 và dẫn đến một thảm họa chiến tranh không cần thiết. Bắc Kinh đang chờ cái chuyện đó và Hoa Kỳ chắc chắn sẽ không bao giờ làm cái chuyện này, thưa anh Nguyễn Hồng Dũng và thưa quý khán giả. Dạ vâng, cảm ơn quý thính giả đang theo dõi chương trình bình luận 60 phút của chương trình Cali Today chúng tôi. Anh Hoàng Thế Dân vừa cho chúng ta thấy được những điểm quá khứ đã liên hệ đến lịch sử, và dĩ nhiên những điểm lịch sử đó nó thường trùng lặp, và có thể đây cũng là một trong những cái chuyện mà những đại cường họ chơi xỏ với nhau. Chính vì vậy mà có lẽ trong cái nền kinh tế của toàn cầu lúc bây giờ, tức là năm 2016 này, 15 này đó, thì những cái chương trình như chúng ta đã nghe là TPP, Quốc hội đã cho phép Tổng thống Barack Obama hành xử. Tuy nhiên những vấn đề thương thảo giữa một số những quốc gia, mà trong đó 12 quốc gia, trong đó có Việt Nam, đường tiến hành một cách nghe là chúng ta đang chờ đợi xem. Nhưng mà thưa với anh Hoàng Thế Dân, tại sao là TPP của Hoa Kỳ đã không có sự hiện diện của Trung Cộng, là một bạn hàng rất lớn, hay là cái sự ngăn chặn này nó trở nên một cái trái khoái khiến cho Bắc Kinh cảm thấy rằng mình bị left out, và họ tạo nhiều cái khủng hoảng của Biển Đông để tạo nên cái điều kiện mà TPP trở thành một cái nơi mà họ có thể cùng bước chân vào, thưa anh? Vâng, kính thưa quý khán thính giả, khi anh Nguyễn Hồng Dũng hỏi như vậy là chúng ta biết là anh đã có câu trả lời ở trong lòng mình rồi, và câu trả lời nó rõ ràng lắm. Đừng bao giờ đi ăn trưa mà không rủ bạn. Đó là cái luật chơi mà Bắc Kinh với Hoa Thịnh Đốn đồng thuận với nhau từ cái thời Hồ Cẩm Đào, Giang Trạch Dân, tức là hậu Đặng Tử Bình. Chúng tôi xin nhắc lại, đừng bao giờ đi ăn trưa một mình mà không rủ bạn. Và đó đúng là cái lời quảng diễn của anh Nguyễn Hồng Dũng. Tại sao TPP? TPP có cái tên là Trade Partnership Pacific Partnership. Nó là, nói một cái khác đó, là một cái hiệp ước trong tương lai giữa đối tác kinh doanh 12 nước xuyên Thái Bình Dương. Khi nói chuyện này thì Bắc Kinh còn biết thêm một chuyện mà Hoa Kỳ tưởng là Bắc Kinh không biết. Hoa Kỳ cũng đang làm một cái hiệp ước tương tự như vậy cho Đại Tây Dương. Khi mà Bắc Kinh nhìn thấy rằng chuyển trục về Á Châu, Hoa Kỳ dương bắp thịt về quân sự, đặc biệt là hải lực và không lực, rồi lại chuyển trục về Á Châu và Âu Châu, Hoa Kỳ dương cái bắp thịt của đồng đô la xanh. Chuyện này là Bắc Kinh khó chịu kinh khủng lắm. Giả dụ như, thưa anh Nguyễn Hồng Dũng và thưa quý khán thính giả, nếu mà trong những cái hợp tác toàn cầu như thế này mà có chân của Trung Cộng, đến nay thì mới có 11 thành viên, không có thành viên thứ 12. Tại vì thành viên thứ 12 đó là Hoa Thịnh Đốn đang để dành cho Cộng sản Việt Nam, chờ Cộng sản Việt Nam thực hành được một số các cái điều kiện, trong đó cải tiến nhân quyền, trong đó sản phẩm của Việt Nam phải là tự chế tác do công nhân viên sản xuất tại đất nước mình, nội địa mình, chứ không phải là mua ở nước ngoài rồi về dán cái hiệu, nhãn hiệu là Made in Việt Nam. Thứ ba nữa là Hoa Kỳ buộc Cộng sản Việt Nam phải có những cái cải tổ về quyền lao động, quyền công đoàn, và chăm sóc cho cái quyền lợi của công nhân viên, làm sao để không bị những cái chủ nhân ông tài phiệt kỹ nghệ đã bóc lột. Và cuối cùng là trong mọi giao dịch đó, Cộng sản Việt Nam phải sòng phẳng, trong trắng về vấn đề luân chuyển tiền bạc, minh bạch về ngân hàng. Thì cái ghế thứ 12 đó, đó Tổng thống Barack Obama vẫn để đó và ngầm để một cái tờ giấy ghế này dành cho Cộng sản Việt Nam. Và Bắc Kinh khó chịu kinh khủng lắm. Bắc Kinh đã bắt buộc Nguyễn Phú Trọng là phải đi qua hầu kiến Tập Cận Bình trước khi đi qua gặp gỡ Tổng thống Barack Obama. Và đây là một thói quen mà Cộng sản Việt Nam lúc nào cũng cúi đầu vâng dạ.
Thì đây là một chuyện mà Trung Quốc cần phải thấy là nếu như vậy, không cho Hoa Kỳ chơi trong cái ván bài AIIB, tức là Asian Investment Infrastructure Bank, Ngân hàng Á Châu Phát Triển Hạ Tầng Cơ Sở. Khi nói Á Châu thì đó làm gì có Hoa Kỳ chống. Hai bên, hai tên to đầu này chơi với nhau nặng ký đến như vậy đó. Thành thử ra trình với anh Nguyễn Hồng Dũng, khi chúng ta hầu chuyện với quý khán giả bây giờ đó, đã có những cái vận chuyển đưa đẩy là rất có thể Hoa Kỳ sẽ cấu xét cho Bắc Kinh trở thành thành viên thứ 13 hoặc là thứ 12 rưỡi, hoặc là thay thế cái ghế của Cộng sản Việt Nam nếu Bắc Kinh gây khó cho Cộng sản Việt Nam. Và nếu Cộng sản Việt Nam thấy rằng cứ tiếp tục thỏa đáng những cái gọi là quy định của Hoa Kỳ đó, thì Cộng sản Việt Nam sẽ dần dà lọt vào quỹ đạo của đất nước này. Cho nên trình với anh Nguyễn Hồng Dũng một quý khán thính giả, đó là những lý do tại sao cái bài học suốt từ cái thời hậu Đặng Tiểu Bình, tức là Hồ Cẩm Đào và Giang Trạch Dân, đừng bao giờ đi ăn cơm trưa mà không có bạn. Dạ, trưa mai anh nhớ mời tôi. Dạ vâng. Kính thưa quý thính giả, như chúng ta đã biết rằng cái vấn đề kinh tế là một trong những cái huyết mạch mà các quốc gia thường đấu với nhau. Từ khi mà cái trải bóng bàn đầu tiên xả ra năm 1972 thì Hoa Kỳ giao dịch với Trung Cộng, và thực tế mà nói cũng nhờ cái sự mở cửa đó, hàng hóa của Trung Cộng đã tuồn ra ở nước ngoài và chính yếu là Hoa Kỳ. Và thậm chí chúng ta có thể nói mà không sợ sai rằng cái nền kinh tế của Trung Cộng phát triển cho đến giờ phút này, nếu không có những cái sự tham dự của Hoa Kỳ thì chưa chắc Trung Cộng đã phát triển trở thành đệ nhị cường quốc. Tuy nhiên, nó khác với một đất nước mà có những sự thù hằn, sau đó họ đã biến sự thù hằn thành những cái sự, nghĩa là hợp tác một cách chặt chẽ như Nhật Bản. Đằng này thì Trung Cộng lại không. Họ đã tìm đủ mọi cách, không những là cảm ơn hay là ghi ơn, mà họ là tìm cách để mà hạ các anh đã giúp mình. Cho nên từ trước đến nay chúng ta vẫn thấy rằng Trung Cộng mặc dù phát triển, nhưng mà họ vẫn tìm đủ mọi cách để có thể ăn cắp tất cả những tin tức khoa học, kỹ thuật, công nghệ của Hoa Kỳ. Và đồng thời mới đây họ đã thiết lập một cái hệ thống của đồng nhân dân tệ trở thành một cái đồng bá chủ để có thể cạnh tranh, hay nói đúng hơn hẳn của đồng đô la Hoa Kỳ. Thì chắc chắn rằng Hoa Kỳ, World Bank không thể chấp nhận được. Và nếu như vậy thì cái tình trạng của AIIB sẽ trở thành một cái trung tâm, hay nói đúng hơn là một cái World Bank quan trọng, khiến cho một số các quốc gia đàn em của Hoa Kỳ, trong đó có nước Anh, nước Pháp đã bước vào, thì thế nào vấn đề này nó cũng trở thành một vấn đề rất là căng thẳng. Có người nói rằng sở dĩ Biển Đông được dậy sóng là bởi vì tình trạng này nó có những cái liên quan, và chắc chắn những cái liên quan này nó có tính chất trao đổi với nhau. Vậy thì thưa Vinh Hoàng Thế Dân, bây giờ chúng ta xét lại cái tình trạng của World Bank, nó đã có từ trước rất lâu rồi, nó trở thành một bá chủ của cái đồng tiền khiếp đảm mà thế giới cần phải nương vào đó để phát triển kinh tế của quốc gia mình. Bây giờ Trung Quốc lại lập nên một cái ngân hàng phát triển Á Châu hạ tầng cơ sở tại Trung Hoa. Như vậy thì cái vấn đề này nó ảnh hưởng, và cái tầm ảnh hưởng quan trọng có thể làm cho nền kinh tế Hoa Kỳ trì trệ. Vậy thì anh nhìn sao về vấn đề này thưa anh? Vâng, phần đầu đó, trình bày Nguyễn Hồng Dũng và quý khán thính giả, cái mẫu số chung trong cái buổi thảo luận ngày hôm nay đó, Nguyễn Hồng Dũng đã đề cập kinh tế. Đại cường nào một cái sức mạnh kinh tế và ảnh hưởng kinh tế lớn lao và đi tới chân trời thì đại cường đó có nhiều sức mạnh về chính trị. Và anh Nguyễn Hồng Dũng vừa mới định nghĩa rồi, nếu có một đệ nhất đại cường là Hoa Kỳ thì đệ nhị đại cường không thể nào khác hơn là Trung Cộng. Ngoài cái chuyện mà tiến hành dùng cái đồng tiền của mình, Bắc Kinh gây ảnh hưởng cho các quốc gia trong vùng, các quốc gia bên Âu Á, Âu Châu và châu Mỹ Latin, xuyên qua cái gọi là Ngân hàng Á Châu Phát Triển Hạ Tầng Cơ Sở đó, thì cũng trình với anh Nguyễn Hồng Dũng một câu khán giả là có một cái con đường tơ lụa tới 46 tỷ đô la. Bắc Kinh đã trải dài xuyên suốt qua Bắc Phi lên tới Nam Á, qua bên Âu Châu, để giúp cho các quốc gia nhược tiểu đó phát triển đất nước mình về mặt kinh tế, về mặt hạ tầng cơ sở, về mặt tin học, về mặt máy móc liên lạc với nhau. Và Hoa Kỳ nhìn thấy khi Bắc Kinh mà
dương cánh qua bên trời Âu là Hoa Kỳ khổ tâm lắm. Bởi vì thưa anh Nguyễn Hồng Dũng và quý khán giả cũng đã biết, từ 1992 đó, Hoa Kỳ đã bị cộng đồng Liên hiệp Âu Châu chơi một cú nặng lắm. Tức là hồi đó có 12 quốc gia thôi, họ hội họp với nhau, họ nói là phá bỏ biên cương. Họ hội họp với nhau, họ nói là không xài đơn vị tiền tệ của từng quốc gia một trong 12 quốc gia, mà xài đồng euro. Và vì phát triển Liên hiệp Âu Châu như vậy cho nên không có biên giới, và do đó một cái vùng đất khổng lồ lên tới 800 tỷ đô la của một thị trường đã làm cho Hoa Thịnh Đốn nhức đầu. Bây giờ con đường tơ lụa, rồi bây giờ Ngân hàng Á Châu phát triển hạ tầng cơ sở, Bắc Kinh muốn dùng cái đồng tiền của mình thay vì vũ khí của mình, Bắc Kinh muốn dùng cái đồng tiền của mình thay vì là ảnh hưởng áp lực để mua chuộc các quốc gia nhỏ bé thành viên. Thì khi Bắc Kinh làm chuyện đó, đó chúng ta đã biết là Bắc Kinh muốn chạy đua với lại World Bank. Và bên cạnh đó, hồi nãy anh Nguyễn Hồng Dũng có nhắc nhở đến 2-3 quốc gia ở trong vùng nữa. Chúng ta đừng quên Ngân hàng Phát triển Á Châu của Nhật Bản nữa. Ngân hàng này cũng đang khốn khó. Nó có gọi là ADB, tức là Asian Development Bank, mà tiền đó là toàn của Tokyo trang trải hết. Cho nên nếu World Bank và AIIB của Trung Cộng mà đụng nhau đó, thì Ngân hàng Phát triển Á Châu đó của Nhật đó cũng sống trong hồi hộp lo, chơi với và hồi hộp lo. Cho nên cái vấn đề kinh tế, anh Nguyễn Hồng Dũng đã đặt cái nền tảng cho buổi thảo luận ngày hôm nay. Và lý do đó bây giờ nóng bỏng nhất, lúc đầu anh Nguyễn Hồng Dũng có nói là bây giờ đó thì Hạ viện sau khi bầu lần thứ hai đã cho phép Tổng thống Barack Obama cái quyền ưu tiên đàm phán nhanh để liên lạc với các quốc gia kia, tiếp tục thảo luận là làm thế nào để đi đến những cái đồng thuận căn bản, để rồi lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại có 12 quốc gia, và giờ này anh Nguyễn Hồng Dũng với chúng tôi có thể tin tưởng là có hơn nữa, 12 quốc gia lớn khắp từ châu Mỹ Latin qua bên Á Châu có một cái tích sản khổng lồ và một cái đường dây liên lạc thuế má, vận chuyển hàng hóa kỹ thuật cao và tồn kho tất cả những cái vật liệu của mình lớn nhất từ xưa đến nay, lớn hơn cả hiệp ước NAFTA, tức là chỉ có North America, tức là giữa Mexico, Canada và Hoa Kỳ, lớn hơn cả cái hiệp ước CAFTA, tức là sau này nó có thêm Central America đứng đầu nữa, gồm các quốc gia Trung Mỹ và Nam Mỹ. Bây giờ đã tới một cái mà chúng ta vừa mới định nghĩa, đó là hiệp ước đối tác 12 quốc gia mậu dịch xuyên Thái Bình Dương. Thì nếu như vậy đó, thì trình với quý khán thính giả là các quốc gia thành viên đó hưởng những cái quyền lợi lớn cỡ như thế nào. Cái quyền lợi dễ hiểu nhất đó là thông thương hàng hóa, quyền lợi thứ nhì đó là giảm thuế, và quyền lợi thứ ba sung sướng nhất đó là giới chủ nhân ông và giới công nhân và giới kỹ thuật gia, giới chuyên viên nó được đi qua lại tung tăng và trao đổi ý kiến làm thế nào để cải thiện cả một cái bầu trời, cả một cái thế giới tự nhiên nó bỗng trở thành là một cái môi trường để mậu dịch kinh doanh với nhau. Cho nên chúng tôi vẫn dám tin tưởng một cách lạc quan là rồi đó, cái hiệp ước 12 quốc gia đối tác kinh doanh xuyên Thái Bình Dương nó sẽ thành công. Bởi vì sau lưng cái ước mơ của Tổng thống Barack Obama đó, ông và chắc chắn là vị Tổng thống sau này kế nhiệm ông đó còn phải săn sóc cái tương tự như vậy phía bên kia, là hiệp ước đối tác kinh doanh xuyên Đại Tây Dương mà ông đã đi trước Bắc Kinh mấy tháng, và Bắc Kinh bây giờ dùng con đường tơ lụa để làm cái chuyện tương tự như thế. Cho nên thưa anh Nguyễn Hồng Dũng, chiến tranh giữa Hoa Lục và Hoa Kỳ sẽ chẳng bao giờ xảy ra, nhưng mà đụng độ kinh tế thì sẽ xảy ra kịch liệt. Và người ta nói rằng nếu không có đổ máu trên chiến trường đó, thì có những người sẽ đứng tim và máu động trong người và chết giấc vì kinh tế của mình bị hủy hoại chỉ vì mình thua nước cờ. Thưa anh Nguyễn Hồng Dũng, thưa quý khán thính giả. Kính thưa quý thính giả, trong 60 phút truyền hình của Kali Today, chúng tôi đưa ra một số những vấn đề liên quan đến nền kinh tế của thế giới. Thưa quý vị, chúng ta đã biết rằng tất cả những cái hiện tượng mà Biển Đông gây ra
cũng như là những hạm đội qua lại như vậy. Nhưng mà thưa quý vị, vì quyền lợi kinh tế của những quốc gia đứng đầu thế giới, chắc chắn họ sẽ dàn xếp mà thế nào cũng không xảy ra những cái cuộc chiến tranh giống như là chúng ta tưởng trăng vũ cảng của những năm 1945-43. Kính thưa quý vị, dĩ nhiên là cái nền kinh tế của các quốc gia cho đến giờ phút này nó vẫn là một trong những cái cuộc chiến tranh, mà kinh tế đấu đá với nhau vẫn là loại chiến tranh, nhưng mà có thể là một loại chiến tranh của diễn biến hòa bình hơn là một chiến tranh của cái sự chết chóc đau thương bởi những loại vũ khí tràn ngập khắp thế giới. Kính thưa quý vị, trong 60 phút vừa qua chúng tôi đã đưa ra quý vị những cái đại cương về những cái hiện tượng đang xảy ra trong cái thời gian vừa qua và sắp tới. Dĩ nhiên là trong cái thời gian này chúng tôi sẽ có những cái bài bình luận chuyên đề để cùng quý vị tham khảo, và đặc biệt quý vị sẽ nắm được những vấn đề mà nó hiện tượng đi như thế nào khiến cho tình hình kinh tế của thế giới càng ngày càng bất ổn hơn. Và chắc chắn cái sự bất ổn đó nó sẽ là một trong những cái nguyên nhân khiến cho đất nước Việt Nam đến giờ phút này vẫn còn trong một cái tình trạng mà đu dây giữa Hoa Kỳ và Bắc Kinh. Do đó chúng tôi sẽ có dịp nói chuyện với quý vị nhiều hơn về những gì mà bước chân của Nguyễn Phú Trọng sẽ đến Hoa Kỳ vào tháng 7 sắp tới, và những con đường tơ lụa như thế nào trong những thời gian này. Chắc chắn quý vị sẽ cùng với chúng tôi thảo luận với anh Hoàng Thế Dân trong chương trình kỳ tới. Rất là cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin được kính chúc quý vị cùng toàn thể gia quyến an lành. Và nhất là cái ngày Father Day, chúng tôi cũng xin được thay mặt cho chương trình truyền hình 60 phút của Kali Today xin được trân trọng kính gửi lời chúc mừng cho các ông, các bác, các chú, các cha, các vị cao niên, cũng như là những vị mà sắp trở thành cha, được một ngày thật là đầm ấm, hạnh phúc bên gia đình. Và cũng xin chúc anh Hoàng Thế Dân một ngày Father Day thật là đặc biệt, và kính chúc anh dồi dào sức khỏe trong chuyến đi sắp tới. Dạ vâng, xin phép anh Nguyễn Hoàng Dũng cho chúng tôi được gửi lời chúc đến tất cả những nghiêm phụ. Chúng ta có lễ hiền mẫu tháng vừa rồi và bây giờ là lễ nghiêm phụ. Trong đó chúng ta đừng có quên những người đã từng hiện diện dưới cờ, đã phục vụ cho đệ nhất đệ nhị Cộng hòa Việt Nam, đã trải qua những ngày tháng lao tù và bây giờ đang sống cái phần đời còn lại của mình chỉ có một ước mơ duy nhất: con cháu của mình thành nhân, thành người, và đất nước của mình được hạnh phúc và tự do. Xin được kính chúc tất cả quý ơi, quý ông mà chúng tôi gọi, quý anh mà chúng tôi gọi là nghiêm phụ, Happy Father's Day. Và xin được cảm ơn anh Nguyễn Hồng Dũng cũng như là cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Xin cảm ơn.